luôn á. Rồi, xin chào các bạn nha. Thì ở đây cũng có một chiếc máy G, máy cần nha anh em. Con này đời 2017. Con này hái cam, zin hai cục. Giá thì 2x nhỏ nha các bạn. Anh em cần thì liên hệ, máy này còn rất là đẹp luôn ha. 70 cần này thì nói chung là cũng hết hiếm lắm anh em. 70G mà đời 2017 này nó cũng hiếm ha. Thì máy này hiện trạng còn bên cam nha các bạn. Máy này zin hai cục. Thì trên hình sau máy như vậy ha. Thì bao zin cho anh em hai cục. Anh em muốn xem máy thì cứ liên hệ với mình trực tiếp, mình dắt anh em qua tới máy coi ha. Cho nó dễ anh em ơi. Thì giá 2x nhỏ thôi nha các bạn ơi. Giá tươi chưa tới 250 nha anh em. Giá này 2x nhỏ. Phao với anh em là sườn hẳn. Chân con này là đẹp luôn các bạn. Chưa sơn dặm bọng chân mà mới liếm sơn thấy không. Đó, ở bên đó là dùng đất đỏ bởi vì nói chung là chân nó chưa tẩy thì nó hơi đen đen vậy, chứ gì anh em mà tẩy keng nha. Băng tải băng vọng gì là chưa gắt chưa bọng.